Tin từ Trung Quốc, nước này đã phong tỏa 3 thành phố, hơn 20 triệu dân bị cách ly vì virus Vũ Hán. Trong ngày hôm nay, 23 tháng Giêng, Trung Quốc đã phong tỏa 3 thành phố bao gồm Vũ Hán, Hoàng Cương và Ngạc Châu. Tâm điểm của đợt bùng phát virus corona với mới làm 17 người chết và lây nhiễm gần 600 người. Dù cách ly những người bị bệnh là biện pháp đã có từ nhiều thế kỷ, việc đóng cửa các thành phố với dân số lên tới hàng chục triệu người như vậy được thực hiện với quy mô chưa từng có tiền lệ. Theo Reuters, thì có quan chức y tế lo ngại tốc độ truyền nhiễm sẽ tăng nhanh khi hàng trăm triệu người Trung Quốc đi du lịch trong và ngoài nước trong các kỳ nghỉ kéo dài do một tuần nghỉ Tết Nguyên Đán, bắt đầu vào ngày 25 tây tháng Giêng. Chủng virus chưa được biết đến trước đây được cho là đã xuất hiện vào cuối năm ngoái từ động vật hoang dã buôn bán bất hợp pháp tại một chợ động vật ở thành phố Vũ Hán, đã khiến miền Trung Trung Quốc, tổng cộng hơn 20 triệu dân của ba thành phố chịu lệnh phong tỏa này. Chính quyền Trung Quốc không đưa ra chi tiết mới nào về số lượng người bị nhiễm virus, nhưng nó đã được báo cáo ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Hồng Kông, cùng một số quốc gia khác bao gồm Hoa Kỳ, đã làm dấy lên lo ngại rằng nó đã lan rộng trên toàn thế giới. Chính quyền thành phố Vũ Hán cho biết đóng cửa tất cả mạng lưới giao thông đô thị và tạm dừng các chuyến bay đi từ 10 giờ sáng. Tuy nhiên, truyền thông trong nước cho biết một số hãng hàng không vẫn hoạt động sau thời hạn. Khi thành phố đã rơi vào tình trạng cô lập, cư dân đổ về bệnh viện để kiểm tra và tranh giành nhu yếu phẩm, dọn sạch các kệ hàng siêu thị và xếp hàng chờ mua xăng. Các nhà chức trách ở Hoàng Cương thuộc tỉnh Hồ Bắc đã ra lệnh đóng cửa các địa điểm giải trí trong nhà, bao gồm rạp chiếu phim và quán cà phê Internet, và yêu cầu người dân không rời khỏi trừ những khi trường hợp đặc biệt.